mưu thính cho vừa, bao nhiêu cân bả mới lừa được fan. Đùa thôi chứ tôi hỏng có lừa fan miếng nào đâu. Chị ơi, chị làm về 12 cung hoàng đạo đi chị. Em năn nỉ chị đấy, và chị cho em lên TV đi chị. Đấy, nhìn comment này là biết chủ đề hôm nay là gì rồi nha. Bạn Ben Nguyễn 140 đâu rồi, kêu cả họ hàng vô live video đi nào. Câu 1, cung nào là anh cả của các cung hoàng đạo nhỉ? Hai thì đều không đúng nha. Haha, người anh cả thì phải kể đến cung Bạch Dương. Like video nếu bạn không bị chị Kính lừa nào. Câu 2, Bảo Bình hướng ngoại hay hướng nội? Theo tôi thì mấy ông bà Bảo Bình này thường là hướng lung tung luôn á. Còn fan thì sao nhỉ? Comment xuống dưới đi nào. Câu 3, Bảo Bình có thích bị kiểm soát hay không? Tính cách hướng lung tung nên những bình đức này cũng có phần ương bướng, ưa chuộng sự tự do và không thích bị chi phối quá nhiều trong cuộc sống đâu nhé. Câu 4, biểu tượng hai chú cá là của cung hoàng đạo nào? Xong là hai, ngư là cá. Song ngư là hai chú cá do thần tình yêu và nữ thần sắc đẹp hóa thân thành. Những ai cùng song ngư đều xinh đẹp tuyệt cả là vời, nhưng phải là hai chú cá bơi ngược chiều nhau nha. Câu 5, song ngư ngọt ngào hay là mạnh mẽ nhỉ? Ảnh hưởng của tình yêu nên là song ngư là người sống rất tình cảm, ngây thơ, yếu đuối và chân thành. Song ngư sở hữu vẻ ngoài vô cùng đáng yêu lẫn sự ngọt ngào, khiến cho mọi người luôn muốn được che chở đấy. Nếu mà anh hiểu em á, thì anh sẽ biết em đang ở đâu. Chỉ là anh ngủ quên, chứ chúc em ngủ ngon thôi mà. Sao em nhạy cảm quá vậy? Đúng, em nhạy cảm, vì em là song ngư mà. Biểu tượng chú cừu là của cung hoàng đạo nào? Ta-da! Chính là những cô nàng và anh chàng Bạch Dương. Chú cừu đực có bộ lông vàng óng, xuất thân từ một câu chuyện thần thoại Hy Lạp cổ đại. Câu 7, Bạch Dương thích làm lãnh đạo hơn hay là thích làm dân thường nhỉ? Đầy khí chất, Bạch Dương mang dòng máu thích làm lãnh đạo, cầm quyền và đôi lúc còn hơi bảo thủ nữa đấy. Câu 8, thế giữa Bạch Dương và Kim Ngưu, ai xứng đáng là người đồng nghiệp đỉnh của chóp hơn? Bạch Dương chỉ là những người lãnh đạo tài ba mà thôi, chứ mà kể đến đồng nghiệp nắm bầu ăn thì phải là Kim Ngưu nhé. Ai chơi thân hay là làm việc với Kim Ngưu thì đừng có làm phần lòng con bò vàng này nha. Bởi vậy mà khi làm việc, họ luôn muốn xây dựng một tập thể đoàn kết vững mạnh, mọi người cùng nhau kết hợp, sáng tạo để giúp đỡ lẫn nhau trong công việc một cách tốt nhất. Câu 9, song ngư là hai con cá, vậy song cửu có biểu tượng là gì? Vẫn là hai mà tử ở đây là người. Biểu tượng của song tử là hình ảnh cặp song sinh trong thần thoại Hy Lạp. Chính vì thế mà song tử luôn tồn tại hai tính cách trái ngược nhau. Câu 10, theo bạn thì cự giải hướng nội hay là hướng ngoại?
chú cua ít nói, cự giải sở hữu tính cách thiện lương, dịu dàng, hay ngại thể hiện cảm xúc và mang nội tâm khép kín. Đừng cố trêu những chú cua này vì họ chẳng mấy hài hước như chúng ta nghĩ đâu. Câu 11. Vậy cự giải hướng nội tích cực hay là tiêu cực nhỉ? Thì sẽ đi đôi với những suy nghĩ tiêu cực. Vì vậy, hãy ngồi lại với những người bạn cự giải của mình để tâm sự với họ nhé. Nhớ là phải kéo mốt của họ lên đó nha. Làm gì cũng có nhau mà. Thiên ý, cậu đúng là bạn tốt của mình. Câu 12. Ngoài Bạch Dương ra, cô hoàng đạo nào cũng có sở thích lãnh đạo nhỉ? Đâu, vô đạo lực với Bạch Dương đi nào, xem ai mới thực sự là ông trùm lãnh đạo. Nói nhỏ nè, sư tử còn khá kiêu ngạo và tự cho mình là trung tâm của vũ trụ nữa nha. Được ở họ là người khá trầm tính và ít nói đấy. Câu 14. Chiếc cân công lý là biểu tượng của cung hoàng đạo nào? Rồi, chứng tỏ ở đây rất nhiều thiên đình luôn đấy. Mới 3 giây mà đã trả lời ầm ầm rồi. Nghe cũng biết cung này đại diện cho công lý và hài hòa rồi. Câu 15. Cung nào có nhiều tên gọi nhất trong 12 cung hoàng đạo? Bạn thì bảo là Bọ Cạp, còn bạn thì lại comment là Thiên Yết. Cơ mà là cả hai mới đúng nha. Nhiều tên gọi nhất nên bạn gọi là cung nào cũng đúng hết nha. Câu 16. Biểu tượng con ngựa là nhân mã hay ma kết? Ui ui, sai rồi kìa. Chị thấy có bạn comment là ma kết chứ. Phạt like hết video của chị Kính nha. Phải là nhân mã mới đúng chứ bà con ơi. Câu 17. Ma kết được biết đến với tính cách nổi bật nào? Comment xuống dưới giúp tôi để tôi khỏi phải sâu cái đáp án nha. Ơi, làm gì giận hoài vậy? Có gì thì nói đi, đừng có im lặng. Mày đã không hiểu được sự im lặng của tao, sao có thể hiểu được những điều tao nói? Cho nên mày khỏi. Video rồi, việc của các bạn bây giờ là like video cho tôi và đăng ký kênh nữa nhé. Còn lại thì để chị Kính lo nè. Bye bye.